Rồi, hello, xin chào anh em. Hôm nay lại cập nhật mấy con xe mới về cho anh em ha. Đấy, hôm nay thì cũng có cập nhật như là mấy con như 15T3, MT15. Này có Suzuki Bandit, Suzuki Bandit và con Z3 với là CB300 mới về, và một số con cũ tại cửa hàng. Hôm nay thì cập nhật cho anh em mấy con mới và cả mấy con cũ luôn. Tiện thể thì cập nhật luôn cho những anh em mà chưa xem á, để biết xem thông tin ha. Thì hiện tại thì mình đang ở cửa hàng Dương Mô Tô nha anh em ha. Dương Mô Tô thì anh em nhiều anh em biết rồi ha. Đấy, thì địa chỉ cửa hàng, đọc địa chỉ và số điện thoại cho anh em luôn ha, để anh em để cái thông tin liên hệ nha. Thì địa chỉ là số 52 đường Lê Hồng Phong, Tân Nông Nghiệp, Giang Bình Dương anh em nha. Số điện thoại là 0969 821 886, mình có để trên màn hình cho anh em luôn. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh của mình, hãy cho mình một lượt đăng ký kênh nhé. Và nhấn chuông đăng ký để cập nhật video mới của mình. Để khi nào có xe mới về, mình làm video đều giá cho anh em ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào tới mấy con hàng hot cho anh em. Từ mấy con mới về, mấy con cũ luôn. Từ hiện tại thì có từ 150 đến dòng phân khối lớn hơn, mấy trăm cc. Ok nha anh em. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ vào chi tiết cho anh em. Ok, let's go. Giờ mình sẽ đi vào bên trong để quay ra cho anh em nhé. Thì mình sẽ đi vào bên trong để quay ra một lượt từ trong ra ngoài để xem những con nào giá cả thế nào cho anh em ha. Ok, thì hiện tại mình thấy bên ngoài vẫn còn Ducati 795 821 này. Đó, 796 ha. Đây có R15V3, có CB300. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ vào bên trong. Đó, bên trong để báo giá ra. Còn hôm nay thì có cả CBR250R này, Suzuki Bandit này, Bandit bán 2020 nhé. Đấy, này có Z3 ha, Z3 rồi Ninja 300 đó. Đấy, Z3 thì hôm nay vẫn còn 3 chiếc nhé. Đây có MT03 mới về đó. MT03 biển Nha Trang anh em nhé, biển Nha Trang. Đây có Z3 này, 3 chiếc này, có CB500F này ha. Đấy, à, hôm nay có cả vẫn còn con KTM 200 anh em nhé. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ vào xem con từ con CB500F này anh em nhé. Con này thì biển 62 này anh em. Đó, xe này thì mình thấy là xe zin hết, chỉ có lên cái chống đổ thôi ha. Xem giá con này ha. Đó, kính gương đầy đủ luôn. CB500F con này đời 2019 nhá, mới đi 7.300 cây, biển 62. Giá nó là 145 triệu em nhá, 145. Đó, siêu, siêu đẹp luôn. Đây, quay kỹ cái lốc cho anh em xem này ha. Đấy, siêu đẹp. Đấy, cái dòng này thì nó có ABS này ha. Đó, thuộc ống lồng. Đó, động cơ hai máy ha. Bô còn zin hết ha. Đấy, xe rất là mới luôn. Đây, đồng hồ này. Đồng hồ con này rất là đẹp nha. Full LED luôn. Đây,
máy cho anh em nghe. Tiếng máy này mới đi hơn 7.000 cây. Đó. Mới đi hơn 7.000 cây anh em nhé. Nói chung là xe cũng rất mới luôn. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây. À, bên sau này, đĩa này, đó, còn rất là mới luôn. Đấy. Ok. Chiếc tiếp theo, giới thiệu cho anh em là con Z300. Z300 thì con này biển ở đâu đó? Con này cũng ghi biển số vậy. Con này là giá nó 87 triệu nhé, 87 triệu 500. Đó. Có bảo hành cho anh em luôn và có tặng cho anh em nhớt nhưng nó bảo hiểm luôn anh em nhé. Đợt này thì đang có chương trình khuyến mãi cho anh em. Đấy. Thì tại cửa hàng Dương thì có bao chút hồ sơ hỗ trợ trả góp cho anh em nhé. Đấy, anh em nào mà chưa đủ tiền thì vẫn có hỗ trợ trả góp của ngân hàng. Đấy. Ok. Đây, giới thiệu cho anh em tiếp con KTM 200. Đấy, con này thì đời 2015 anh em nhé. Đi 13.000 cây, biển 60. Đó. Giá nó là 49 triệu 500 ngàn anh em nhé. 49 triệu 500. Đấy. Giá rất là mềm thôi. Đó. 200cc 49 triệu 500. Rẻ hơn cả con MT15 luôn ha. Đây, giới thiệu cho anh em luôn con MT15. MT15 thì con này đời 2019 anh em nhé. Đời 2019 đi 9.000 cây. Biển 79. Đấy. Giá là 60 triệu. 60 triệu 500 ngàn. 60 triệu 500 nha anh em. Đó. Con này thì mình thấy lên chống đổ này, lên cái khung chống đổ dưới luôn này. Đấy, bô vẫn là bô zin. Đó. Đó. Hai kiếng zin nhá. Đây. Đồng hồ này. Đồ đồ đây. Đồ đồ mới đi 9.123 cây. Đó, anh em thấy không? Chín ngàn cây. Đấy. Ok. Giá 60 triệu 500 ngàn anh em nhé. 60 triệu 500. Rồi. Tiêu vẫn là cái Z300. Con này đời 2016. Đó. Giá nó là 85 triệu 500 ngàn. 85 triệu 500 anh em nhé. Đấy. Con này thì rút hồ sơ thôi. Có mấy con Z3 rút hồ sơ này. Con này thì Z3 tiếp này. Z3... 2017 em nhé, biển 62. Đó. Giá 89 triệu 500 ngàn. Đó. Dòng này thì nó cũng như con Ninja 3 thôi. Đó. Nó cũng động cơ hai máy và ABS trước sau của ông lồng. Giới thiệu cho anh em tiếp theo con BMW 310G. Con này cũng giới thiệu anh em cũng một số video trước rồi ha. Đó. Giới thiệu cho anh em nào chưa biết ha. Con này là đời 2018. Đã đi 32.000 cây nhá, biển 29. Đó. Giá nó là 103 triệu nhá. 103 triệu. Đó. Con này có ABS này ha. Đó. Phục ông phục upside down rất lớn luôn ha. Đó. Đây cái dòng nhỏ nhất của BMW. Đấy. Ok. Rồi, tiếp theo giới thiệu anh em một con nữa là con Ninja 300. Đó. À Ninja 300 đúng không? Con này thì sẽ xem đời 2016 em nhé. Đời 2016 biển 59. Đó. Giá là 59 triệu 500 ngàn. 59 triệu 500 nhé em nhé. Ninja 300. Đó. 59 triệu 500 ngàn. Đây. Bô vẫn là bô zin. Xe zin hết nha anh em ơi. Đấy. Nổ rất lực luôn. Cái bô nổ rất lực anh em nhé. Đấy. Okay. Ninja 300 xe zin. 89 triệu 500 ngàn. Tiếp theo giới thiệu cho anh em con Suzuki Bandit siêu keng. Con này đăng ký 2020. Đi 8.200 cây, biển 59 nhé. Giá nó là 44 triệu 500 ngàn. Đấy, 44 triệu 500 nhé anh em nhé. Đấy, 2020 thì rất đẹp lâu nay em ạ. 2020 siêu đẹp. Biển thành phố.
Đó, xe zin. Rồi, ok. Rồi, giới thiệu anh em tiếp theo con CBR 250RR. Đó. 250RR con này đời 2017 em nhé. Thì 2017 con này thì đang rút hồ sơ thôi. Giá nó là 117 triệu nhá. 117 triệu. Con này thì cũng động cơ hai máy. ABS trước sau thuộc upside down của Showa, đó là một thuộc hãng thuộc rất là nổi tiếng, chắc nhiều anh em chơi cũng biết ha. Đó. Lên một cây bô giống như giống một cái bô Levin. Đó. Ok ha anh em, mình sẽ thử test cái bô này xem la to thuộc upside down Showa. Đi 22.000 cây. Là cũng lớn lắm anh em. Đấy. Ok, 117 triệu nha anh em nhé. CBR 250. Đó. Tiếp theo đến dòng CB 300. Đó. CB 300 hiện tại còn hai chiếc này, có một chiếc màu đỏ có mận và một chiếc màu đen là một xám bạc. Đấy. Con này thì 2020 luôn, mới đi 4.000 cây à. Đấy, biển 71 nhá. Giá nó là 99 triệu 500 ngàn. Đấy, 9 triệu 500. Cái con này thì động cơ nó một máy thôi à, vẫn là phục upside down của Showa. Đấy, ABS trước sau. Đấy, xe rất mới luôn em nhé. Mới đi 4.000 cây. Đấy, len keng luôn, xe zin. Con này có lên chân gió này. Xe thì zin toàn tập luôn. Đấy, vậy thôi, xe rất là đẹp nhé. Đấy, động cơ có một máy thôi nhé. Con này thì động cơ có một máy. Một máy mà nghe tiếng cũng thì êm thôi, không hay bằng tiếng vô bằng động cơ hai máy được ha. Đấy. Ok. Tiếp theo cũng là CB 300. CB 300R. Con này mình sẽ xem có đời bao nhiêu nè. Con này thì CB 300R đăng ký tháng 6 2020 luôn em nhé, cũng đi 6.000 cây. Đấy, biển 59 luôn, giá là 105 triệu nhé. Đấy, 105 triệu. Đấy, đi 6.000 cây. Đấy, con này thì có lên hai đèn bi cầu này. Đấy, bi cầu đi lên chống đổ nhé. Đấy, con này có lên chống đổ này. Đấy, bô thì vẫn là bô zin, bô zin thì cũng không biết là có móc bô không. Đấy, sẽ thử nổ máy cho anh em nghe thử chứ. À, bù zin luôn anh em ạ, không móc gì hết nha. Đấy. Đó, cái này là châm chùm anh em nhé. À, châm chùm này. Đó. Đây là châm chùm. Châm chùm giống như sức sức nhôm á. Ok. Đấy, làm bi cầu màu vàng. Okay. Rồi, ok, 105 triệu. Rồi, ok ha. Tiếp theo ra đến cái dòng Ducati. Ducati hiện tại thì còn hai con 795 này. Đó. Ducati 795 thì mấy cái dòng này hôm trước cũng có báo giá co rồi cho anh em ha. Hôm nay sẽ cập nhật hết cho anh em một lượt nữa ha. Đó. Quay hết cho anh em để anh em biết giá luôn. Đó. Con này thì 795 đời 2013 anh em nhé, biển 59. Đó. Giá là 129 triệu nhé, 129 triệu anh em nhé. Đây. 129 triệu, mình xem có lên đồ chơi gì không. À, con này thì lên trợ lực tay lái này. Đó. Rồi tay thắng tay côn đồ chơi. Đó. Lên ghi đông Ritoma và lên đèn chờ sáng để chống đổ. Đấy, vậy thôi anh em ạ. Cái dòng này thì nó trang bị sẵn heo Rambo đó, hay để trước ha. Đó. Ducati thì động cơ nó nghe xào 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 á. Ô
đi Euro đi 31.000. Đưa nổ con này cho anh em nhé. Ducati nó vậy anh em. Cái dòng phân khối lớn nổ trong nhà nghe rất là ồn luôn anh em. Tiếp theo cũng là 795 luôn, con này đời 212 này, 212 biến 43 nhé anh em nhé, con này biến 43, giá nó là 129 triệu. Đấy, đó là hai anh em, một con màu đỏ một con màu đen. Đấy, đi trang nhau. Đây có R15V3 này, R15V3 con này 219 đi 9.000 cây, biến 60 nhé anh em nhé, giá là 61.500.000. 61.500. Xe thì mình thấy là chỉ cắt đuôi thôi, còn bô vẫn là bô zin. Xi nhan trước này kiếng vẫn còn zin hết. Chỉ cắt cái đuôi thôi nha. Đó. Đi 9.000 cây anh em ạ. Xe rất là mới. Đây. Lốp anh em. Đó. Đây. Lốp còn rất là mới, còn gầy gió luôn ha. Đó. Ok. Tiếp theo là 796, Ducati 796. Ducati 796 con này thì đang rút hồ sơ thôi, giá nó là 159 triệu anh em nhé. Cái dòng này thì có ABS này, đó, có ABS rồi, con này lên chống đổ này, đó, như vậy thôi anh em. Con này thì đuôi sau vẫn là zin, không thay đổi gì. Đó. Ok. Tiếp theo là Ducati 821 nhá, con này 216. Đó. Con này đi 216 mới đi máy đây 9.000 cây à, xíu mình sẽ bật đồng hồ lại cho anh em xem. Đó. Xe thì trước sau là zin, lên lắp cái chống đổ. Đó. Rồi, sẽ xem cái đồng hồ con này nha. Đó, xe con này rất là mới luôn, đĩa chưa bị mòn nè. ABS trước sau. Đấy. Ducati xem một đồng hồ con này nha. Con này thì trước để đây cũng khá lâu rồi đó. Đấy. Khá lâu rồi. Nhất là ô đô đâu đây. Odo luôn. Con này mình cũng chưa có nghiên cứu là nó bật Odo chỗ nào. Hai chìa zin, ba chìa luôn. Đấy. Ba chìa zin luôn. Giá là 189 triệu anh em nhá. 189 triệu xe siêu keng luôn. 216. Đấy. Ok. Thì đó là mình cập nhật mấy con mới về cập bến cho anh em. Còn anh em nào mà muốn thắc mắc về dòng xe gì anh thì anh em cứ comment bên dưới nhá. Comment bên dưới video, mình sẽ làm video để báo giá cho anh em. Đấy. Anh em mà muốn biết giá cả hay thông tin xe gì á, xe lớn xe nhỏ gì anh em cứ comment bên dưới nha. Đấy. Còn anh em muốn mình làm cái video về xe nào anh cứ comment bên dưới, mình sẽ làm video báo giá cho anh em ha. Rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây. Còn anh em nào mà muốn quan tâm tới cái dòng mô tô cũ thì anh em cứ tới địa chỉ là cửa hàng Dương Mô Tô, địa chỉ là số 52 đường Lê Hồng Phong, Tân Nông Hiệp, Giang Bình Dương, số điện thoại là 0969821886 nhé. Cửa hàng có giao lưu trao đổi với tất cả dòng xe và hỗ trợ trả góp khi anh em mua xe tại cửa hàng, và có tặng nhớt và tặng nón bảo hiểm khi anh em mua xe tại cửa hàng rồi nhá. Thì giá cả thì này thì mình đang cập nhật cái giá bây giờ, hiện tại bây giờ khi là tháng sau thì tháng sau nữa giá sẽ thay đổi nha anh em nha, có sẽ là giảm xuống nữa. Đó, ok. Rồi. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh hãy cho mình một nút đăng ký kênh và nhấn chuông nút đăng ký để cập nhật video mới của mình. Đó. Khi nào có xe mới về mình làm video đủ giá cho anh em, hoặc là anh em có thể là chia sẻ ủng hộ cho mình. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Bye bye anh em ha.